Rồi, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh của bên em Quyết Bắc Giang, chuyên động cơ xe máy phụ tùng chế xe 3-4 bánh và xe lâm chạy điện nhé. Nên em trân trọng giới thiệu cho tất cả các bác cùng anh em là bộ con xe lâm điện 12V 4500 đấy, nâng 400 cân nhé. Thì cái này nó nâng hết tầm là nó sẽ nâng được 1m6 nha các bác nha. Đấy, cái này thì bên em đặt theo yêu cầu nhé. Thì cái này thì bên em sử dụng cái motor giờ 4500 mà nó sẽ lưng được 400 cân nhá. Còn này thì nó sử dụng rất tiện lợi là nhưng hạ anh em nhỏ gọn cho ăn thùng xe bán tải nhá. Cái này tổng cái cân nặng của nó là 60 cân nhá. 60 cân. Cảm thứ nó rất chi nhẹ nhàng anh em nhất xe bán tải. Đây. Thì cái này sử dụng motor tời sử dụng điện bình ắc quy 12. Bình nhỏ được, bình to anh em thích bình lắp bình to cũng được. Nó đủ bộ hết nhá. Cái càng lưng của nó này là sẽ là càng lưng rộng 60 nhá. Đấy, càng lưng rộng 60 và nó lưng cao từ cái mặt đất lên mặt sàn như thế là 1m30. Đấy, sử dụng cáp. Đấy, nó rất chi là khỏe nhá các bác nhá. Đấy. Thì cái này bộ khung giá khung rồi nó sẽ nhân vào 400 cân nha các bác. Đấy, và sử dụng bình nhỏ thì em lắp thử cái bình nhỏ. Nếu các bác lắp bình to thì nó sẽ sử dụng nhiều hơn. Đấy. Nâng lên hạ xuống nó rất chi là giỏ nhỏ gọn và dễ di chuyển. Đấy. Hai cái này thì nó có thể thu nhỏ lại vào trong được. Đấy, thu gọn nhỏ vào trong. Đấy, còn các bác nào đặt như nào thì bên em sẽ tư vấn cho các bác. Còn đây là cái loại nhỏ nhá. Bên em từ 400, 500, 600 cân và 1 tấn, 2 tấn và xe lưng cao 2 tấn. Nó sử dụng đây là điều khiển tay, điều khiển dây. Đấy. Và sử dụng điều khiển từ xa đã bên em đều có hết nhá. Đấy, lưng cao nó rất chi là nhẹ nhàng. Bên em thì chuyên sản xuất xe 3 bánh, 4 bánh, nói chung là đầy đủ hết để các bác lựa chọn mà tham khảo nhá. Rồi thì cũng gần hết video, các bác vừa đăng ký kênh nhé, mua hàng điện liên hệ trực tiếp cho bên em, xe lưng điện 400 cân. Rồi, thì các bác nhớ đăng ký kênh nhé, sau có các bác mua hàng, các bác điện hai số điện thoại trực tiếp mua hàng bên em, là bên em sẽ bán hàng cho các bác được hết. Đấy. Rồi, xin chào tất cả các bác đã xem kênh bên em nhé, xin chào tất cả các bác.